Vâng, thì sau đây em cũng test hai con APA 4 kênh giá bình dân nhưng mà khá là ngon. Con này thì em đang ghép hai cặp boss nha, tại nó 4 kênh các bác có thể chơi được hai cặp hoặc là hai kênh vẫn chơi hai cặp nhau tùy theo đẩy mạnh khỏe. Nhưng mà 4 kênh thì nó các bác chỉnh được từng loa đấy, từng loa. Không phải là rất là tiện nhưng mà tùy bác thích thì mình để gần hay xa cái loa mình canh chỉnh thôi, chứ còn đẩy 4 kênh thì nó sẽ không bao giờ bằng đẩy hai kênh được. Những con đẩy khủng nó đa số là hai kênh. Hai kênh nó sẽ ưu điểm nhiều hơn, nó mạnh. Và em mới về được hai con này thì các bác chơi boss hoặc là chơi dòng loa bass 25 đô lại thì quá tuyệt vời, với công suất là 20 sò đánh ở 8 ôm á. Thì em đang để chế độ để các bác kém một chai thôi nha, mình chỉnh được 4 cái đây luôn. Đang chế độ TLP là 160W, 180W nha các bác, 100W, 80W trên một kênh ở 8 ôm nha. Còn nếu 4 ôm nó sẽ mạnh hơn, 160W ở một kênh nha. Nghĩa là một cơ như thế này nó đánh ra 160W. Đấy, rất là thoải mái mình chơi bắt 25 đổ lại. Và nếu mà các bác chơi hai ba cặp thành 4 ôm thì công suất nó cao hơn, có 200 mấy 300. Này điện 100V nha, em test con này trước hai con gửi cho hai bác. Này, gửi cho bác Bình này ở Hai Bà Trưng Hà Nội và gửi cho anh Nhật ở Thanh Hóa. Hai con này đẹp xuất sắc luôn nha. Mới về hồi sáng thôi các bác. Đấy. Kém phía sau là như thế này. Ba lấy một seri 3 seri 5 nha các bác, giá là 7 triệu một cặp nha. Rồi, ok, tới con thứ hai thì em sẽ để con này lên và tiếp tục test tiếp theo. Rồi, con tiếp theo cũng vậy thôi các bác, cũng điện 100V nha. Thiết kế con này khá đẹp đấy. Đấy, ok, lên, lên, lên. Đây các bác chỉ cần ghép một con vang nữa ok, thì vang bên em vẫn có nhé, vang cao, tầm cao cấp, vang CIF của ấy dòng X4 thì 3 triệu, X4 Plus thì 3 triệu 8 nha. Có gì tối nay em giới thiệu cho các bác nha.